Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 11 2019, đến với VATV sáng nay gồm có phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điện để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 6 do Phạm Bá Hân thực hiện. Thưa anh, cái này hỏi thêm chút, có thể vì cái yếu tố này mà hai bên đã có những lần gặp gỡ mặt với nhau theo những cái bài của ông Cao Xuân Vĩ và những vị khác không anh? Vâng, thì cái này thì người ta cũng nói đến rất nhiều, mặc dù chính sử thì bây giờ không có cái sách vở nào gọi là xác minh cái chuyện đó, nhưng mà mình phải đặt trên cái phương diện suy luận lịch sử đó, thì tôi thấy như vậy. Ông Diệm, ông Nhu xây dựng cái miền Nam Việt Nam dưới cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và họ không phải là những người tham, nghĩa là chủ trương gây chiến. Và mà cái nhìn của họ, như hồi nãy mình có nói tới, là cái nhìn của họ là nhìn toàn thể đất nước. Trong khi miền Bắc thì theo Cộng sản rõ ràng, và theo Cộng sản nhưng mà không phải là phục vụ đất nước mà phục vụ cho khối Cộng sản quốc tế. À đúng rồi, yeah. Hai cái nó khác nhau. Đấy, thành ra cái tham vọng của miền Bắc để giải phóng miền Nam không phải giải phóng để miền Nam của Việt Nam độc lập trở thành một quốc gia không lệ thuộc. Yeah. Bởi vì Đảng Cộng sản từ nguyên thủy cho tới bây giờ vẫn là Cộng sản quốc tế, có nhiệm vụ với Cộng sản quốc tế, và lúc đó rõ ràng là suốt cái quá trình đó là Nga Tàu là đứng đằng sau. Đấy, do đó cái vấn đề chia đôi đất nước thì đối với cái người miền Bắc, Cộng sản miền Bắc nhìn vấn đề nó khác, và miền Nam nhìn vấn đề nó khác, những người lãnh đạo nhìn miền Nam nhìn nó khác ở cái chỗ đó. Đó. Do đó cái tham vọng của miền Bắc mà anh nói là có thể, ông Nhu cũng nhìn thấy chứ. Chắc chắn với cái vị trí của ông Nhu, ông Diệm, ông phải nhìn thấy. Và vì vậy, trong cái phần gọi là, trong cái phần tôi xin đọc nguyên một cái nhận định đó, của tác giả, hay nói đúng là cái nhìn của một nhà hoạch định sách lược như ông Nhu đấy. Thì ông viết một cái câu như thế này: các nhà lãnh đạo miền Bắc khi tự mình đặt vào sự chi phối của Trung Cộng đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Yeah. Hành động của họ nếu có hiệu quả chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc. Sở dĩ tới ngày nay sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép. Và sự tồn tại của miền Nam dưới sự hướng với ảnh hưởng của Tây Phương là một trở lực vừa về chính trị vừa về quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt Nam bị Bắc Việt thôn tính thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian. Đó, rồi ông nói tiếp: trong cái hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm cho cái lối thoát cho các nhà lãnh đạo Cộng sản miền Bắc Việt. Thành những cái nhận định đó bây giờ nó vẫn tồn tại. Và nó còn nguy hiểm hơn, và nó xảy ra y như ông ấy nói. Thì từ cái đó, khi mình nói như vậy, mình mới phải nhìn lại cái bối cảnh trong cái giai đoạn đó của miền Bắc. Thì mình thấy rõ ràng hai bên, trong khi Cộng sản miền Bắc dồn mọi nỗ lực để mà xâm chiếm miền Nam, do đó họ không phát triển về kinh tế được, họ nghèo đói, trong khi miền Nam vừa chiến đấu vừa xây dựng đó. Thì anh thấy trong sau 20 năm thì nó như thế nào? Thì khỏi phần trả lời, thấy rõ những cái nhìn nhận xét nó như vậy thì anh. Nhưng mà trong cái điều kiện nội bộ này,
Nãy anh có nói đến cái điều kiện của mình nữa là cái tài nguyên của mình. Vâng. Nhân lực. Về tài nguyên, về nhân lực tuy là vẫn ít. Dạ. Nhưng mà cái bản tính của người Việt Nam nếu được đưa vào một cái hoàn cảnh, cái điều kiện đó, thì Việt Nam không thua kém ai. Vâng. Về rất nhiều khả phương tiện không thua kém ai. Nhưng mà cái hoàn cảnh của Việt Nam là một cái hoàn cảnh rơi vào một cái cuộc chiến tranh, một cái chiến tranh ác liệt, do đó tiêu hao về nhân lực, tiêu hao về tài nguyên. Và vì bao nhiêu tài nguyên ở miền Bắc cũng như là tài nguyên của miền Nam tối ngày phải dùng vào mọi chuyện cho chiến tranh. Yeah. Đấy. Yeah. Thì nó bị thiệt hại là như vậy thưa anh. Dạ dạ. Tại anh có đề cập đến rồi, nhưng mà tại giờ ví dụ trong vốn, cái vốn liếng đó bây giờ đã 60 năm rồi, thì bây giờ cái Việt Nam có thay đổi gì không, hay nó vẫn vậy thôi, hay nó còn nguy hiểm? Tất nhiên là Việt Nam bây giờ ở một cái hoàn cảnh khác hẳn rồi. À. Cái hoàn cảnh Việt Nam bây giờ nó khác hẳn là vì sau năm 1900 thì Cộng sản Việt Nam đã lấn chiếm được miền Nam, do đó gọi là thống nhất. Nhưng mà trong cái thống nhất lãnh thổ thì nó tạo ra cái sự chia rẽ trầm trọng hơn. Yeah. Đó là sự chia rẽ trong giữa Việt Nam với nhau. Yeah. Bởi vì Việt Nam bây giờ là dưới chế độ độc tài, thì cái vấn đề này mình lại phải trở lại cái Cộng sản. Yeah. Trở lại cái Cộng sản thì tôi xin phép anh để đi vào cái nhận xét của tác giả, nó thẳng là Cố Nhu đấy. Yeah, yeah. Thì trong cái phần mà nhận định về Cộng sản đó, hồi nãy mình chưa có dịp nói tới, bây giờ tôi xin đào sâu một chút. Ông Nhu, ông ấy nhận định là Cộng sản Nga sở dĩ nó phát triển ở Nga là vì Nga thấy cái phương pháp ấy có thể cứu vãn và có thể xây dựng được cái kinh tế nước Nga. Yeah. Sở dĩ sao mà nó lại có chuyện đó thì tôi xin trở lại một cái vấn đề lịch sử của Âu Châu mà hồi nãy mình nói chưa đi sâu vào đấy. Âu Châu khi phát triển về kỹ thuật thì bên cạnh Âu Châu là nước Nga. Nước Nga là có cái diện tích lớn, nhưng mà nước Nga là một nửa Âu, một nửa Á. Thế thì bên cái Âu Châu đó là một cái nước ảnh hưởng Kitô giáo. Vâng. Và bên Nga đó là cũng là Kitô giáo nhưng là Đông Phương. Hai cái yếu tố, hai cái khu vực đó thì hai tôn giáo đó tự nó có những cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Yeah. Cái mâu thuẫn đó là một cái mâu thuẫn lớn. Thế thì khi mà Tây Âu phát triển mạnh thì Nga Xô thấy bị hụt hẫng, thành ra Nga Xô mới thu thập tất cả những cái kiến thức, cái kiến năng của bên Tây Âu đưa vào và phát triển vượt lên trên. Thế nhưng mà vì thế trong cái giai đoạn mà cuối thế kỷ 19, nước Nga rất là mạnh, anh thấy không? Rất là mạnh. Nhưng mà khi rất mạnh rồi thì bên phía Tây Âu vươn lên nữa. Vươn nữa. Vươn lên nữa, thành bên Nga bị hụt. Cái hụt mà chứng minh đau đớn nhất đó là anh thấy năm 1905, tức là đầu thế kỷ 20. Vâng. Nhật đã đánh yeah. bại yeah. đánh bại Nga yeah. đánh bại. Yeah. Một cái nhục rất là lớn mà Nga không thể nào chịu được. Yeah. Cái chuyện một cái anh ở biên đảo như vậy mà nó đánh bại. Nhật đánh luôn tàu. Yeah. Đấy à. Rồi 8 nước sâu xé nước tàu. Đấy. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.